Xin chào mọi người, An An đã quay trở lại và nay An An quay phim mách của anh Lâm nhé các bạn. Anh Lâm này thì là ở khu vực là Hội An, Quảng Nam. Phim mách của anh là các bạn đọc này. Mấy đứa bạn với anh em ở Hội An qua anh giới thiệu mấy năm đây. Đơn hàng về Hội An là bạn anh em của anh thôi. Anh đặt 4 lọ nha. Thì các bạn ơi, anh Lâm là mình nhớ là anh Lâm điều trị mụn thâm và cách đây khoảng 5 năm rồi. Thì sau khi anh điều trị xong thì hầu như là khách hàng các anh chị ở Hội Nam Quảng Nam á, thì hầu như là anh Lâm này anh giới thiệu hết cho bên An An. Cho nên là An An thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm dược An An á, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều sau khi điều trị và anh giới thiệu thuốc cho bên em. Mình kéo xuống để các bạn coi feedback của anh nhá. Anh còn nhiệt tình đến đến cỡ là anh bảo là anh ngay cả em trai của anh Lâm cũng sử dụng rồi và anh nói thằng em là chụp hình gửi trước và sau khi dùng thuốc để em quảng cáo, nên là cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Anh nói là anh với bé An có xa lạ gì, em nhắn bé An lần trước có dịp anh vào Sài Gòn mời anh cà phê được rồi. Thì thật ra các bạn thường các anh chị sau mà khi mà điều trị thuốc bên mình rồi á, thì các anh chị hầu như là không biết có duyên hay là như thế nào mà các anh chị với An An đều trở thành bạn của nhau cả. Cho nên là cái cách mà An An nói chuyện á, thì cái cách An An nói chuyện á, thì sẽ hầu như là anh hầu như là mọi người sẽ nhận ra cái cách mà An An nói chuyện. Còn đây là một bé chuyên viên ở bên An nói chuyện á, cho nên là anh sẽ nhận ra. Mình sẽ kéo xuống nha. Địa chỉ cũ đó em, thì mình nói luôn anh Năm là ở nhà hàng Hòa Hưng ở biển Cửa Đại á, của thành phố Hội An, Quảng Nam. Cho nên là các bạn nào nếu mà đến nhà hàng này Hòa Hưng này mà mình có ăn uống hay là đi du lịch gì đó thì chắc chắn cũng gặp anh này. Mình kéo nhanh xuống ha. Anh có nói là he, thời đại của sắc đẹp, thuốc tốt thì phải được chia sẻ cho anh em biết chớ. Hết mụn rồi, anh em tự tin ra đường tán gái. Nói thiệt với mọi người là nắm nốc An An và anh hay nói chuyện với nhau. Và có nói là sau khi anh sử dụng thảo dược An An rồi, hết mụn đẹp trai rồi, anh mới tự tin ra đường tán gái. Và cũng nhờ thuốc của em mà anh chuẩn bị sắp có vợ rồi. Đó là cái nói vui thôi. Tuy nhiên mình cũng nói luôn là đối với những bạn nào đang bị mụn thâm và nám, nếu như mà mình có thực sự muốn kiếm được loại thuốc thực sự điều trị mụn thâm và nám hiệu quả thì các bạn có thể tham khảo và xem xét về dòng thảo dược An An nha. Cái này lời khuyên của mình không phải từ một người bán mà là lời khuyên chân thành. Sau khi điều trị hơn 10.000 làn da và thực tế ra An An cũng là người từng bị mụn, cho nên là An An rất là hiểu cái tâm lý khi mà điều trị mụn. Nó rất là cực nếu như mà chúng ta tìm không đúng cái loại thuốc. Cho nên là các bạn có thể vào trang web thảo dược anan.com để chúng ta tìm hiểu và tham khảo nha. Mình sẽ feedback tiếp những anh chị khách hàng khác. Cho nên là chúng ta có thể đón xem nha. Chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe dồi dào. Xin chào.